Nói chung là nguyên tắc của chị là thích mông nha. Cái nào mông như trái banh đó là chị ok. Mày không mày cãi lại anh đó thì 1, 2, 3 năm sau mày nghe mày cũng ngẫm mày cũng thấy ok. Duy Nguyễn nói đúng á. Thời gian đó mày kiếm tiền sướng mẹ nó rồi. À, cái món đó ăn hệ số no đủ nó khác thì nó sẽ cho cảm giác no khác. Cái món kia hệ số no đủ nó khác, nó cho cảm giác no khác, thì hai cái đó nutrition khác nhau. Bắt rô hoàn toàn khác nhau. Nhà đồng không mong quạnh á, 7 giờ tối đóng cửa tắt đèn, ở đường nó kêu hôm sấm nữa. Pizza vào tao cho mày ăn hả? Vlog thực hành. Thiết thực. Cụ thể. Châm biếm, hài hước. Phương pháp tập gym đúng chuẩn. Tứ trụ Sài Gòn, gym triệu đô, đẳng cấp 5 sao. Gym Chúa Duy Nguyễn, THOL. Xin chào các đồng chí đến với chương trình là Duy Nguyễn Vlog thực hành. Tiếp tục bây giờ tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một cái máy tập mà Only quận 12 và quận 9. Bình Tân không có máy này. Đó là cái máy tập móc đùi sau huyền thoại các bạn. Nói thiệt, có nói về chuyên tập đùi sau, đây là cái bài khó nhất. Chuyên tập đùi sau đây là cái bài khó nhất. Cái bài ác nhất, cái bài giả mang nhất, cái bài làm cho rút đùi sau bạn nhiều nhất. Cái nằm móc chổng mông đó là thường thôi. Thường so với bài này nha. Cái bài này nó cho bạn cảm giác nó mãnh liệt và nó ác liệt hơn rất là nhiều. Thật sự không ai tập nổi đâu, ít người nào tập nổi đó. Và hiếm người ta biết cái này luôn nữa chứ đừng nói. Không có hỏi. Thường thường là móc đùi sau là hết cũng giả mang rồi đó. Nhưng mà trong trường hợp bạn móc đùi sau full cây rồi bạn làm gì nữa? Bỏ tập bài khác chứ làm gì nữa. Hết rồi. Cái đùi sau full cây là chuyện bình thường ông ơi. Đúng không? Còn giả sử như đùi sau bạn không full cây nó gãy mẹ cái lưng. Má tập đùi mà gãy lưng à dạ. Con nào tập đùi bị đau lưng không? Hả? À? Còn cái bài này là bài rất là giả mang. Bài tên là đứng móc đùi sau nha các bạn. Còn tiếng Anh là standing. Đúng không? Móc đùi sau y chang thôi, let's call. Đó, bài này đứng dày. Một lúc chúng ta chỉ tập một chân. Và kinh nghiệm của Duy những cái tập một chân là không có đổi. Tôi tập chân phải tập luôn. Xong rồi tới chân trái. Bài này tập tối đa là 3 set mỗi cẳng nha. Móc cái này vô mông cực kỳ bạn. Nói chung là nguyên tắc của Duy là thích mông nha. Cái nào mông như trái banh là Duy ok. Đó. Còn bây giờ vú mà lỡ có lép thì 2,000-4,000 có hết. Nhưng mà riêng mông chúng ta không làm được chuyện đó bạn. Đàn ông đàn bà cũng vậy thôi. Tập mông là cái gì sứ mệnh của thời đại vậy. Đó. Nên bạn nhìn thấy cái quả mông thần thoại của Duy là bạn biết Duy thích tập mông. Mà thích tập mông thì chúng ta phải tập những bài mặt sau. Đó, mặt sau nó vô mông nhiều hơn. Mặt sau là cái mặt đẳng cấp của mặt trước. Khó tập hơn. Bao giờ cũng vậy thôi, mặt sau giờ khó tập mặt trước hết. Rồi, chúng ta cứ để nè, bạn nhìn nè. Cái chân nha, quan trọng nha mấy đứa. Đồ gối là phải để ngay vị trí dưới cái miếng mút này xíu. Đó, để đồ gối dưới một xíu, đúng không? Để cho cái cổ chân mặt sau nó móc đúng cái miếng bát đằng sau. Đó. Và trọng tâm lúc này á là chúng ta dồn vào một chân bên này. Không có mấy má mà đứng quẹo về móc nha ba. Đứng thẳng bên này nè. Chân này là chân móc, đúng không? Xong rồi cái nó ngựa, không có cầm gì nè ba, bị nó dụ rồi ông nội. Có con nào tập đứng ba gai gì cầm không? Đúng không? Ta cầm bên này nè bố. Thật sự á, mẹ tài lanh. Duy Nguyễn chưa chỉ, ông có vô đây tập máy. Nó vô phòng rồi tập tà lừa hết rồi. Xong rồi quay video nữa, trời đất ơi, không có lên không thấy kia tập quay video này. Nó cầm vậy nè, nó móc vậy, mấy không gãy lưng mới lạ, nó móc vậy móc được. Nghĩ đứng gì thế xèo xèo không? Cái này nè ba, tập chung bên này. Một lúc người ta mò một véo thôi, xong rồi tới bên này. Hiểu không? Đó, đứng bên này thôi, bên kia đừng quan tâm, trọng tâm nó nằm bên này. Đó, giật lên. Không có giật như vậy, mất kích thích ông ơi. Đó, thấy không? Chúng ta giật lên, chúng ta chuyển từ chân đấng qua chân này. Lúc này cái đùi nãy tấn vô đây nè. Đó, tấn vô, chặt vô. Có 3 điểm tựa quan trọng. 1 đùi, 2 ngực, 3 tay. Đúng không? Chúng ta ghì vào, siết em vào nhung nhớ. Đó. Tựa vô. Con gái tựa bằng bụng không tựa bằng véo. Nói rồi, nha, mấy nhỏ con gái lùng lùng hay tựa vậy nè. Tụ ra thành hai lưng luôn. Cố gắng đi men. Cố gắng nha, tựa sau đó đi. Mình lúc đó mình tập bài này mình mặc cái gì nó nâng lên xíu. Để tựa cái bụng vô đây. Đó, tới đây nha. Rồi xong. Móc lên. Tại vị trí này. Đó, đúng rồi đó. Ngay đây kìa anh. Chụp hình lắm ấy, chụp hình. Bạc các kiểu. Đó.
xuống, thả từ từ lên. Quéo tập chân này mà quéo chân kia luôn á. Nó dã man quá. Là 20 kg. Cái bài nó dã man lắm. Hồi nãy mà nói tới gì, thường thường con gái mông to á thì nó lùn, đúng không? Con gái mông to thì nó lùn, mà nó lùn á thì nó lên đứng này dễ bị cấn ngực vô đây nè. Chỉ sợ nhất là cấn ngực vô đây, tập nó xấu thôi chứ gì đó. Tại vì thích tôn vinh vẻ đẹp của mọi người lắm. Có nam có nữ, dù con gái lùn bị tập vô đây thấy mẹ rồi, chết con người ta đó ba. Không được, không được nha. Fan của Duy Nguyễn không có chơi ngực hay lưng đó. Muốn vậy có công thức mà em. Chỉnh này lên, chỉnh này lên nha. Đó, chỉnh lên, chỉnh lên, chỉnh lên mấy em. Lên chưa, lên chưa, lên được nấc rồi đó. Nó còn hai nấc nữa. Ví dụ mấy con gái vô đây chỉnh nha. Còn không biết chỉnh kêu BT nó chỉnh ba. Đúng không, BT chỉnh cho mấy em đi BT. Đó, lên, 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 đó. Lên hồi nó dướng này luôn nè ba. Về được rồi đó. Chỉnh lên rồi, chỉnh này lên được không? Cái này thì không lên được, tại cái này nó là cái răng. Lên nữa nó mất răng vậy nha. Đó, lên tới đây. Còn gì cao quá gì chỉnh xuống. Đó, xuống xuống. À, đẹp. Thấy không? Xong vô giật. Đứng rồi. Ok. Quan trọng là cái này nè. Để phải đúng, không có để vậy nha, để vậy là sai nè. Chân nè, phải để ngay đây. Ngay đây. Chỉnh sao đó, để cái chân ở đây và cái gót nó phải ngay vị trí cái bát ở dưới. Còn giày không được nè, giày móc không lên nè. Mà giày móc cũng được nè, nha. Đó. Để vô không dứt. Bài này thì chơi chừng đó thiệt á. Nhiều cái cũng được đó, 4 cái cũng được nữa. Nó dã man quá. Rồi vô nha mấy em. Mười. Tỉnh qua bay lên tạ. Tỉnh qua lên tạ. Nói chung anh tập mạnh lắm, tại cái đùi đẹp mà. Nè phải em cái đùi nè. Cái đùi sau một khúc luôn á. Trời đất ơi, lúc mà anh nằm sấp trên giường, anh giang tay ra một cái là ướt nhẹp. Ướt nhẹp. Uy tín luôn. Không tự hào được cái đùi đẹp. Trời đất, đùi thẳng băng mà má. Da cũng đẹp nữa. Trời ơi, tập gym vậy thôi chứ bay muốn gì nữa bay. Thấy không? Nè. Bập 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 bập. Lên giùm anh tạ đi. Phát cú rồi lên bà nó 10 kg đi, 25 nữa cho nó men em. Có này để chỉnh đó bà. Đó. Cầm này, nhấn này lên nhanh lắm. Đó. Đó. Chứ không phải chỗ này để thọt cái giò vô đây đâu. Dạ, dữ. Rồi ok. Cái này á là mình kêu là tập chuột sao. Này là chuột sao nha. Hoặc chuột chân. Thôi thôi, ơi, con gái mà tập bài này mà nó ngoài SH. Không, SH không đẹp mày. Hồi mấy cái xe robo á. Đó, nó dẫn cái đùi lên như này. Thấy cái đường rảnh ở đây. Cái đường rảnh ở đây nhìn bao sexy luôn. Mấy nhỏ tập gym cũng mặc váy nhìn cũng hứng hơn ta nữa. Thật sự luôn các bạn, đùi đẹp, cái đùi lean. Còn mấy người mà tập gym đùi mỡ không. Hoặc là đùi như cái tâm. Kiểu nào cũng xấu hết, còn gym mà tập gym hiếm nào xấu đùi đó. Trừ khi nào đùi quá thô thì có nha. Có cái đùi nó bự như cục đình đó thì có. Đó là thô quá rồi. Còn đa phần bình thường cái tập gym đùi lean nhìn đẹp lắm. Mặt đầm cũng đẹp, mặt lean cũng đẹp, mặt gì cũng đẹp. Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí, mức tạ 30 kg. 30 kg của bài này chắc phải bằng 90 kg của bài nằm móc. Mà cái này móc một chân lực nó bị yếu bạn. Ê, con nào bữa móc hai chân không ta? Ê, không có chơi con nào chế vậy không ta? Ê, dám có lắm không mày? Ủa, có cái này nữa hả? Chế lầy vậy ba? Má, chế bao lầy vừa. Má, ơi mệt má xẹp vú. Không có chế nha ông nội. Sợ mày chế lắm. Thôi chỉnh chu rồi. Giật đàng hoàng nè. Giật bậy chuột rút hình con rồi đó. Mới chế chuột rút mà. Tao nói rồi cái này 6 cái cũng được.
6 cái cũng ok rồi đó. Cái nữa. Má nó dở màng quá. Dạ. Dạ. Đau quá. Đau quá. Dở màng quá. Bây giờ tập nghiêm túc không giỡn nha mấy em. Đổi chân làm lẹ nè. Đó. Nhìn bên này. Chín cái đó ba. Biết sao không? Nãy giờ chưa tập nó còn sung á. Chứ giờ nó sụp xuống này nha. 9, 8, 7. Để coi. Nó sẽ sụp vậy đó. Kinh nghiệm nha. Đây là bài tập giả mang nhất cho đùi sau luôn. Má không có cái bài nào nó giả mang cái đùi này hết. Cái này là cái đùi mấy cái cơ nó bị phế hoàn toàn. Chỉ có mình đùi sau móc thôi. Cái lưng không phụ nổi luôn. Bạn nằm bằng móc hai chân lưng phụ nha. Ủa cái này hả trời ơi. Sao nó giả mang dữ vậy không biết nữa trời. Tập xong mai nhấn đùi sau cho thấy cảnh. Cố lên mấy đồng chí. Tập gym mà. Phải cháy bùng ngọn lửa đam mê. Nha. Vô phòng gym là nhiệt quyết, nhiệt quyết. Tập là phải tập ở phòng gym chúa đó. Nó không có đủ đồ chơi. Vô đây đi. Tập trải nghiệm năm thôi. Chán đi phòng khác cũng được nữa. Năm thôi là học được hết tất cả những cái bí kíp tuyệt học về máy. Cái chỗ nào mà cái máy mà nó nhiều như đây đó bạn. Quá trời hệ máy luôn thiệt á. Làm chắc phải 300 cái video mới hết. Mốt còn quận 9 nữa. Quận 7 nữa. Tôi nghĩ rồi. Sự nghiệp của anh Duy Nguyễn họ làm video chắc phải 10 năm nữa. Tại không còn nào có đủ kiên trì làm hết. Cha con nó kéo nhau cầm điện thoại cốc vô quán phở review tao phở nhiêu calo. Ủa tao lao chết mẹ. Tao phở nhiêu calo. Mày trả lời tao coi. Đúng không? Đi vô nutrition đủ làm như là science. Cấn. Hù mấy đứa mới vô nghề thôi chứ thật sự cái tinh túy của game nó phải nằm ở chỗ đó. Thật sự bạn luôn á. Anh gì ơi có tính macro không? Tụi tao chỉ tính ngày có bầu thôi à. Không ngồi đâu mẹ rảnh tính macro. Macro là cái không thể tính. Đúng không? Tụi em xem lại cái video thực đơn đi. Lean body của anh Nhi Nguyễn coi. Tính tốc độ đó đó. Nhưng mà cuộc sống của người ta là không robot đâu. Ban ngày mà đi, tối mà đi nhậu như macro. Hả? Tối mà đi nhậu như macro. Rồi thí dụ mày đi massage đi. Có chỗ quá thì mày xài vé cùi. Massage xong đập đít mày đi về. Cái chỗ kia nó quăng cho mày dĩa trái cây. Macro khác rồi. Không lẽ thôi anh tập gym nó mắc rô. Độ nói vậy con gái nó cười. Không mẹ phun nước miếng nữa thôi. Đúng không? Đi vô rồi tự nhiên massage xong em đem dĩa trái cây đá ra ngon lành sữa đâu nữa. Sữa gì thì không biết thiệt. Đó. Như mắc rô bố. Thôi thôi anh ăn kiêng nó không ăn đâu. Tụi mới ra đường nói câu đó nó chúng nó chửi cho mà nghe. Chỉ có mấy thằng nó ngồi nhà tự kỷ với thủ dâm ở phòng nó mới không ra đường. Nó. Xong rồi chỗ vip vip nữa. Nó quất cho con gà ác tiềm nữa. Ủa con gà ác tiềm như mắc rô mày. Hả? Gà ác tiềm như mắc rô biết không? Nope. Xong rồi mấy thằng bố rồi bt đặt láo láo. Tô phở vô đây mắc rô, tô cơm vô đây mắc rô. Mày chụp tô phở bố mày coi coi. Không tính được mắc rô. Tô phở mày làm những công thức gì ra mắc rô. Cái thằng bò Mỹ khác, thằng bò Việt Nam khác. Thằng bò Mỹ nó mở nhiều hơn, thằng bò Việt Nam nó lean hơn. Đúng không? Rồi chưa kể nó cho mày nhiêu bò nữa, nó cho mày nhiêu gà. Rồi trong cái nước phở nó chơi lòng đỏ con gì. Thằng lằn hay là trứng cút. Giá bao nhiêu. Rau bao nhiêu. Tô phở bao bự bao lớn. Bánh bao nhiêu. Ngồi tính mắc rô. Đừng có tốn thời gian với cái xàm đó nói thật. Mày không mày cãi lại anh đó thì 1, 2, 3 năm sau mày nghe mày cũng nhẩm mày cũng thấy ok. Duy Nguyễn nó đúng á.
thời gian đó anh đi kiếm tiền sướng mẹ nó rồi. Đi tính macro giờ nó chửi em không quá trời luôn anh. Đúng không? Tại sao người ta phải đưa cho mày những cái khó như vậy đó để hù mày, để cho mày thấy mày sợ quá mày không nghe lời nó, tao bị què. Không nghe lời nó chết mẹ thôi, mua giáo án của nó đi ba. Mày ngu vừa thôi. À, nếu mà nói về tính macro á, tụi em tính vào do cái kiến thức của em nhìn trên cái label. Rồi ok, thức ăn dinh dưỡng hấp thu hệ số nhiều, thức ăn thực phẩm bổ sung hấp thu hệ số nhiều để mình án được cái macro. Rồi mình ăn theo một cái bữa chuẩn để mà đo lường cảm giác no của mình. Mình ra đường mình ăn một cái bữa tương tự, nó no bằng cái này hay không bằng cái này. Em phải biết thêm hệ số no đủ nữa. Tao nói ra cái này tụi bay bể não. Đúng không? Tụi bay bể não. À, cái món đó ăn hệ số no đủ nó khác thì nó sẽ cho cảm giác no khác. Cái món kia hệ số no đủ nó khác, nó cho cảm giác no khác, nhưng mà hai cái đó nutrition khác nhau. Macro hoàn toàn khác nhau. Còn có mấy thằng nó ngu chứ độ này nè. Ở Việt Nam này mẹ nó chơi từ đơn của Mỹ. Mày bị khùng hả? Ông ai Việt Nam bị tính miếng mạch. Đồ điên. Xong rồi cha con nó kéo ra chợ kiếm miếng mạch ăn mới được. Rồi bây giờ 4.000 năm dân hiến Việt Nam chết mẹ hết rồi hả? Giờ có mạch mà sống được hả? Đúng không? Nên nó không phù hợp, em quá là máy móc. Mình biết yến mạch, à biết trên đời này có cái đồ ăn nó tên là yến mạch. Mình biết bo bo, mình biết ở trong sông Vô Lượng nó có bo bo. Nha. Còn ăn cơm mẹ nấu. Thế thôi. Nó có đứa tính cái visa. Đồ điên. Mày tính tao bún bò Huế kìa. Mày tính tao bánh canh kìa. Mày tính tao phở kìa. Mày tính tao cơm tắm kali kìa. Biết mẹ đâu tính. Không có tính visa. Nhà đồng không mong quạnh á, 7 giờ tối đóng cửa tắt đèn, ở đường nó kêu hôm sắm nữa. Pizza giao tao cho mày ăn hả? Tao bây tụi em học á, tụi em phải có kiến thức. Học cái tàu lao. Anh nói thì anh không muốn nói, đúng không? Nhưng mà cái gì cũng vậy thôi. Thời gian là cái không thể ra được. Tụi em không biết cho anh bài toán chi phí cơ hội. Thấy không? Biết cái đó được rồi. Mày coi vlog anh Như Nguyễn mày ra tiền. Mày đi coi phim heo, mày hư thế thôi. Vậy thì chi phí của họ là gì? Thời gian em coi cái vlog của anh thì em sẽ không coi được phim heo và ngược lại. Thế thôi, đúng không? Thì coi cái nào nó giúp cho em có kiến thức, coi cái nào giúp cho em có tiền. Và chỉ có Như Nguyễn á, mới đam những cái lời nói làm cho tụi em tỉnh cái não ra. Nghe, học có thì dốt, còn mộng thì cao. Đúng không? Mấy đứa học lớp 12 toàn điểm tè không à. Má sau này muốn là ta này lại là fitness star. Vậy đó. Thi đại học rớt lên rớt xuống. Mở mồm đó mẹ nó dân chủ. Con gái á, học có thì ngu, lên mạng sống ảo thì ớn. Mẹ tối ngày copy mấy câu trend cái gì đó. Cái gì? Anh mời em đi ăn tối nhưng không muốn thành bữa tối của anh. Bữa tối được của ai? Xin lỗi, không phải của mày rồi, tại nhìn sao tại mày học ngu quá. Mấy con nhỏ 17, 18 tuổi đó. Lên Awata râu cái gì? Râu mèo mặt chó, lỗ tai khỉ. Có không? Copy toàn là những câu chân lý không à. Ở đâu ra? Xin lỗi đâu phải của tụi nó đâu mấy em. Có người nó mở mồm để dưới câu nhưng mẹ nghe trí tuệ lắm. Sống ảo vừa thôi ông nội. Học có thì dốt, mà sống ảo có thì hay. Nói hồi ngủi cơ luôn à. Ủa lộn chân. Bực lắm. Bây giờ fan chân chính của Di Nguyễn phải khác. Là 6 7 lần 8 lần không được thả hết chân. Cái lưng luôn phải gồng cứng thật cứng. Anh nói rồi, cơ lưng mày khỏe, trên giường mày khỏe, phòng gym mày cũng khỏe luôn nữa. Lưng quan trọng lắm đó. Lên là góc vuông là ok, tới đây nè, không xong hạ tới đây nè. Nó giữ lại, không hạ thẳng dày, không thẳng tới đây thôi. Rồi, phát cuối nha, còn cái nữa đó. This is Sparta! Năm, sáu, bảy. Ah!
thôi mệt lắm mà cố thôi. Còn bài nữa, vì chén cơm manh áo cố làm em ngày 4 clip. Hay thì like và share đi ba. Không có chùa nha, đó rồi, không coi chùa. Xe like, mua hàng mua sub, tập game, đăng ký tại HL Gym Center, tứ trụ Sài Gòn, kẹp đầu Antifa, ok? Bye bye. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết đều là không biết à. Coi chùa hoài.